Thưa quý vị và các bạn, chiều qua thị xã Mỹ Hào Long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật tại thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục. Dự lễ đón bằng về phía Trung ương có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Xuân Dục, Tổng Bạch Sam, huyện Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Ông Đỗ Đình Nguyên, tiến sĩ, làm đến chức tán tướng quân phụ tỉnh dưới chủ Nguyễn. Ông có tài cả văn lẫn võ, là vị quan thanh liêm, có tài cai trị được nhân dân kính nể. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, nhà Nguyễn đầu hàng, ông kháng lệnh triều đình, quyết tâm đánh Pháp. Ông tiếp quản, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy từ Đinh Gia Quế và phát triển cuộc khởi nghĩa từ phạm vi một vài huyện mở rộng ra liên tỉnh, liên vùng với nhiều trận đánh làm thực dân Pháp khiếp sợ và có ảnh hưởng sâu rộng ở Bắc Kỳ cũng như cả nước. Nguyễn Thiện Thuật mất ngày 25 tháng 5 năm 1926 tại Trung Quốc. Năm 2005, hài cốt của ông được đưa về an táng tại quê hương Xuân Dục. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích Nguyễn Thiện Thuật với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng. Với những giá trị to lớn lịch sử, tháng 10 năm 2020, khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia là sự xác lập cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị lâu dài cho di tích. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Mỹ Hào tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, anh dũng của tiền nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo để các giá trị lịch sử, văn hóa, văn hiến không chỉ là niềm tự hào biết ơn mà sẽ thực sự trở thành nền tảng, trụ cột trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quê hương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật được khánh thành và đón bằng di tích lịch sử quốc gia đáp ứng niềm mong mỏi lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là sự ghi nhận, khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Tôi đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường công tác quản lý về di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết số 13 của tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào khẩn trương kiện toàn ban quản lý khu di tích để thực hiện nhiệm vụ quản lý theo quy định của luật di sản, chỉ đạo bảo vệ, tuyên truyền, quảng bá, phát huy tốt giá trị của khu di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm, cần quan tâm đầu tư để phát triển cụm di tích lịch sử chùa Sùng Bảo, khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật và lưu niệm lực lượng du kích Hoàng Ngân trở thành điểm du lịch trong hệ thống các điểm du lịch của tỉnh. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật cho đại diện thị xã Mỹ Hào. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành cắt băng khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, dâng hương và trồng cây lưu niệm.